Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Beauty Food Car. Hôm trước thì mình có làm cái bài review cập nhật về cái mức giá lăn bánh của Hyundai i10 phiên bản 1.2 AT hatchback 2021. Lăn bánh ở Hà Nội thì khoảng tầm 460, lăn bánh ở tỉnh thì khoảng tầm 440. Rất nhiều anh em comment và hỏi mình anh ơi, em muốn tìm xe lướt để tiết kiệm một số tiền nhất định. Vâng, hôm nay thì tôi có một lô xe lướt. Tôi phải nói một lô luôn bởi vì thực tế nó về đến 14 xe. 14 xe về showroom bên tôi. Cái lô này là mình mua lại được từ công ty. Lúc đầu tiên họ mua ấy là để di chuyển các văn phòng với nhau, nhưng đến cuối cùng thì bây giờ dịch với Covid các thứ thật sự là hơi căng, nên là cuối cùng họ cũng phải sang nhượng lại. Chiếc i10 mà tôi muốn gửi đến anh em này thì cả lô này đều là sản xuất cuối 2018. Đấy. Một chủ hết nhá, biển trong Sài Gòn, công ty có thể xuất hóa đơn được. Xe thì lăn bánh khoảng tầm từ 2 vạn cho đến 5 vạn tùy mỗi xe rồi. Như con này là lăn bánh 2 vạn 6. Đấy, hiện tại thì chúng tôi đang chào bán mức giá là 376 triệu. Anh em nào nhanh tay chọn trước thì chọn được những chiếc xe nó lăn bánh ít. Đấy. Cam kết luôn với anh em nhé là xe không có đâm đụng, không ngập nước. Không tranh chấp về pháp lý, hộp số động cơ tất cả thứ là nguyên bản zin hết. Anh em cũng bỏ qua cái việc là lăn tăn là xe Sài Gòn sợ ngập nước. Xin lỗi anh em chứ nếu một khi mà đã xác định làm ngập nước ấy, ở đâu cũng ngập hết. Hà Nội mấy hôm trước anh em nhìn nó ngập kinh khủng luôn. Đó. Chúng tôi là không làm xe đâm đụng ngập nước nên anh em yên tâm về chất lượng, có thể check bất kỳ gara hãng các thứ thoải mái hết. Hiện tại với mức giá 376 triệu cho chiếc xe 2018 này, anh em lấy về cái là đi ngay. Nếu mà trường hợp mình về đăng tên biển Hà Nội thì đâu đó mất thêm khoảng tầm 5 6 triệu tiền thuế thôi. Đấy. Còn tiền biển số không mất, về tỉnh cũng tương tự như vậy. Đây. Tất cả xe đều là màu trắng hết nhá. Hơi phí khi không có màu đỏ dành cho anh em. 376 so với lại 460 à, 376 gọi thành 380. 380 so với 406 là mỗi một xe anh em tiết kiệm khoảng 80 triệu 2 năm sử dụng. Ok, rất hợp lý. Thiết kế so với cái đời bây giờ thì chẳng khác nhau cái gì cả. Trung nguyên giống Isuzu. Đèn vẫn là halogen phản xạ đa hướng này. Mặt ca lăng tương tự như vậy. Đấy. Đèn gầm sương mù, đèn led ban ngày có đủ hết nhá. Máy 1.2, 4 máy, số tự động, 4 cấp. Ăn uống thì rất tiết kiệm, loanh quanh khoảng tầm 7 lít 100 km thôi. Nói chung là i10 nó lành lắm, chả có gì anh em cần phải lăn tăn cả. Đây, anh em ngó qua một chút xíu về phần bên hông đi. Lốp liếc các thứ là vẫn nguyên bản, 4 lốp theo xe hết này. Đấy. La răng 14 inch nhá, gương chiếu hậu chỉnh điện, cụm điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome này, có nút bấm mở cửa thông minh. Mua cái xe này thì anh em rất là lợi thế, cái lô này là lắp hết rồi, ví dụ trải sàn, dán phim xịn này, rồi thậm chí cả màn DVD Android nữa, cam lùi, lắp hết rồi. Đấy. Đây, cảm biến lùi, cảm biến góc đủ hết nhá. Cốp thì rất là rộng, xe hạng A mà như này là tạm ổn đấy. Xe nó chưa dọn, nó còn đang hơi nhiều đồ đạc tinh tinh. Tôi dọn sạch đi xong rồi anh em đến xem thì chắc là sẽ ok hơn. Đây, anh em ngó qua chút xíu về nội thất đi. Đây, i10 rộng lắm này. Xe hạng A thì i10 nó rộng nhất. Ngồi rất là thoải mái luôn. Trần bọc ni lông cẩn thận lắm rồi. Không lo bẩn biết gì cả. Ghế ngả thoải mái. Ok không ạ? Đấy. ,376 sang tên xong tầm 380. Anh em thoải mái luôn. Hay làm cái 376 bao sang tên cho anh em nhỉ? Để nổ phát. Chìa khóa thông minh rồi nhá. Đấy. Vô lăng trợ lực điện rất nhẹ. Anh em nhìn này, bọc vô lăng ngay từ những ngày đầu tiên xuất xưởng ấy, nó chả hề ấn gì, như mới luôn. Con này chạy rất ít, 2 vạn 6. Đấy, màn DVD Android nhá. Đây, anh em sẽ có đủ tất cả ứng dụng luôn, như cái máy tính bảng, YouTube các thứ xem thoải mái. Điều hòa thì mát thôi rồi luôn, số 4 cấp rất tiết kiệm. Ở cái phiên bản đời 2018 này ấy, thì 2017 là bắt đầu có cái form lắp ráp trong nước này thì nó được bổ sung thêm cái tính năng cân bằng điện tử, rất là thích, anh em chạy đi yên tâm hơn, vào cua cứ nó cảm giác nó vững chắc xe hơn. Về tính năng an toàn này thì phanh đĩa trước, phanh sau tang trống, hai túi khí, cân bằng điện tử, nói chung là mức độ về tính năng an toàn của i10 là khá ổn, không có gì phải lăn tăn cả. 376 triệu nhá, nếu anh em nào lấy trả góp thì vui lòng trả trước giúp tôi khoảng tầm hơn 100 triệu một xíu thôi là mình có thể nhận được chiếc xe này rồi.
Rồi, mời anh em ghé qua trực tiếp showroom Việt Nhật Ô Tô số 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội để xem trực tiếp mẫu xe này. Cảm ơn anh em và anh em đừng quên like, subscribe cũng như là bấm nút chuông để cập nhật những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chuẩn bị về cửa hàng. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.